Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vương và Hoàng hậu Bhutan khi nhắc đến quốc vương Bhutan, bên cạnh là một Phật tử thuần thành trường chay. Quốc vương Jigme Khesa còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp như thơ cùng vị hoàng hậu xinh đẹp. Xét Sang Pema được nhắc đến như một bộ phim tình cảm lãng mạn. Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của quốc vương và hoàng hậu Bhutan. Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của chàng hoàng tử đẹp trai Jigme Khesa xuất phát trong một buổi dã ngoại cùng gia đình cô gái xinh đẹp và thông minh của một phi công trong quân đội hoàng gia. Khi ấy Xét Sang Pema vừa lên 7 tuổi. Pema là một nữ sinh rất yêu thể thao, thích chơi bóng rổ và là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ nữ. Những thú vui khác của cô xoay quanh nghệ thuật. Cô thích vẽ tranh, chơi nhạc cụ và nhảy múa. Khi phát hiện giữa hai người có chung đam mê về hội họa và bóng rổ, đôi bạn trẻ dính lấy nhau không rời. Đến khi phải chia tay chỉ sau vài tiếng gặp gỡ, hoàng tử Khesa khi ấy đã quỳ gối và nói với Xét Sang, khi chúng ta lớn lên, nếu em vẫn độc thân và chưa kết hôn, tôi cũng vậy và chúng ta còn cảm giác dành cho nhau thì tôi muốn em trở thành vợ tôi. Vào những ngày đầu thời niên thiếu, Khesa đã bộc lộ tố chất của một vị quân vương. Trong suốt những năm theo học đại học và thạc sĩ tại Anh, Khesa vẫn luôn nhớ tới lời hẹn thề cùng cô bé 7 tuổi năm nào. Năm 15 tuổi, bố mẹ của Xét Sang Pema đã gửi cô theo học tại một trường trung học danh tiếng tại London. Quốc vương Jigme Khesa Namgyel Wangchuck, người được thế giới nhìn nhận như một trong những nhà lãnh đạo đương đại ấn tượng nhất. Dưới sự dẫn dắt của ông, Bhutan đã trở thành biểu tượng của một quốc gia hạnh phúc và trong lành bậc nhất trên thế giới. Trong những ngày đầu tiên ở đất nước xa lạ, Xét Sang Pema đã nhận được sự giúp đỡ từ hoàng tử Jigme Khesa. Bắt đầu từ thời điểm này cho đến khi về nước, tình yêu giữa Jigme Khesa và Xét Sang Pema thực sự đã đơm hoa kết trái. Sau những năm du học, Jigme Khesa tốt nghiệp trở về nước và được quốc vương Jigme Singye Wangchuck chính thức nhường ngôi kế vị. Ở Bhutan, quốc vương có quyền lấy nhiều vợ và thê thiếp. Tuy nhiên hoàng tử Jigme Khesa nói với cha rằng, con chỉ lấy một người vợ duy nhất, người sau này sẽ trở thành hoàng hậu của Bhutan và đó chính là Xét Sang Pema. Hôn lễ giữa nhà vua và hoàng hậu diễn ra sau đó 6 tháng và là một trong những sự kiện truyền thông lớn nhất từng được tổ chức ở Bhutan. Hoàng hậu trẻ tuổi được hàng triệu người tôn kính và ngưỡng mộ. Hoàng hậu Xét Sang Pema là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và có trái tim nhân hậu. Cô không chỉ nhận được sự yêu mến kính trọng từ người dân Bhutan của mình mà còn được cả thế giới ca ngợi là hoàng hậu trẻ nhất trong lịch sử nhân loại khi lên ngôi ở tuổi 21. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa cô với quốc vương Bhutan, Jigme Khesa Namgyel Wangchuck cũng được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Hoàng hậu Xét Sang Pema nổi tiếng với diện mạo xinh đẹp, tinh tế và thái độ khiêm tốn. Bà có niềm đam mê với nghệ thuật, hội họa và là hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới. Vua Jigme thường nói về tình yêu của họ một cách cởi mở và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người vợ của mình. Ảnh Facebook Xét Sang Pema. Xét Sang Pema sinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1990 tại Thimphu, thủ đô của Bhutan. Tuy có xuất thân là thường dân nhưng gia đình cô lại có mối liên hệ khá lâu dài và thân thiết với hoàng gia Bhutan. Pema là con gái của một phi công nhưng ông cố của cô từng là chủ tịch tỉnh Tashigang và ông ngoại của cô là anh trai cùng cha khác mẹ với vị vua thứ hai của Bhutan. Sau 5 năm chung sống, nhà vua và hoàng hậu đã vui mừng chào đón hoàng tử đầu lòng của mình. Tháng 2 năm 2016, Bhutan lập kỷ lục thế giới với việc trồng 108.000 cây xanh để chào đón hoàng tử Khôi Ngô ra đời. Người dân cả đất nước cùng hòa chung niềm vui khi chứng kiến mối tình hoàng gia Bhutan đẹp như mơ đã đơm hoa kết trái. Việc làm này thể hiện một ước vọng về sự hòa bình, về môi trường sống và những lợi ích tốt đẹp của việc bảo vệ thiên nhiên tại Bhutan. Sau khi trở thành hoàng hậu, Pema đã dành rất nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Cô trở thành nhà bảo trợ cho nhiều tổ chức xã hội và môi trường như Hiệp hội Chữ thập đỏ Bhutan, Hội bảo trợ xã hội Bhutan và Hiệp hội ghép tạng Bhutan. Đồng thời cô cũng ra sức vận động giúp đỡ những trẻ em ở trại khuyết tật. Vào tháng 6 năm 2019, Vương quốc Hạnh phúc Bhutan công bố hình ảnh mới nhất của hoàng tử bé khiến nhiều người ngỡ ngàng vì thay đổi quá nhiều. Bên cạnh đó, hoàng hậu Pema còn được coi là một biểu tượng thời trang của Bhutan với phong cách giản dị nhưng vẫn vô cùng sang trọng và lịch sự. Là một người con của xứ sở Bhutan, giống như những người phụ nữ khác, cô tôn sùng trang phục truyền thống của nước mình. Trong hầu hết tất cả các cuộc gặp gỡ từ nhỏ đến lớn,
cô luôn khoác lên người bộ trang phục truyền thống Bhutan, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen buông xõa tự nhiên, kết hợp với trang phục truyền thống đã giữ được sự giản dị và duyên dáng vốn có, đồng thời không làm mất đi màu sắc riêng của hoàng hậu xứ Bhutan. Quốc vương và hoàng hậu Bhutan đã trở thành hình mẫu về tình yêu hiện đại, cởi mở với những khoảnh khắc thân mật và cảm động. Bhutan là quốc gia nằm chín trong lục địa ở Nam Á, nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, được biết đến với những cảnh thiên nhiên nguyên sơ, nền văn hóa độc đáo và người dân thân thiện. Bhutan, với khoảng 60% diện tích quốc gia được rừng bao phủ, là nước đầu tiên trên thế giới đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào hiến pháp. Đến với Vương quốc Bhutan, chúng ta sẽ còn học được nhiều điều từ câu chuyện của họ. Tâm tình với chính tâm hồn mình để tìm ra bản ngã, một với mình và một với cuộc đời này. Thanh Tâm. Ha ha ha, 问什么的说